Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang đón xem chương trình 3 phút đầu ngày trên kênh Dòng Tiên Sa vào lúc 6 giờ 30 phút sáng mỗi ngày. Một ngày mới đã và đang bắt đầu. Quỳnh Anh xin chúc cho tất cả quý vị khán giả đang đón xem chương trình một ngày mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống, nâng ly trà hay cà phê để cùng thưởng thức 3 phút đầu ngày với những thông điệp vô cùng bổ ích cho ngày mới tốt lành. Tiếp theo đây, đến với chương trình thì Quỳnh Anh luôn mong rằng với 3 phút vỏn vẹn đầu ngày này sẽ mang lại cho quý vị một chút gì đó thật ý nghĩa là một hành trang đầy tích cực để bước vào một ngày mới tràn ngập niềm vui và gặt hái được thật nhiều điều thành công trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, Quỳnh Anh muốn chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả một câu nói đã đồng hành cùng với Quỳnh Anh trong suốt những khoảng thời gian qua câu nói này đã giúp cho quỳnh anh trưởng thành hơn và vượt qua được những khó khăn thử thách một cách dễ dàng nhất you can do it bạn làm được có thể các bạn chưa biết bản thân chúng ta mạnh mẽ và tài giỏi hơn chúng ta nghĩ ngay chính bản thân quỳnh anh cũng vậy là một cô gái được sự yêu thương bao bọc của gia đình nhưng quỳnh anh lại chọn bước ra khỏi vòng an toàn đó để thách thức chính bản thân mình bốn năm du học lặn lộ một mình ở nơi đất khách khó khăn thử thách đến là vô vàn quỳnh anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được mọi chuyện dù chỉ có một mình cho tới khi quỳnh anh đọc được câu nói này ở trong cuốn sách mỗi sáng thức dậy hãy ngắm mình trong gương nở một nụ cười thật tươi và nói rằng bạn làm được bạn sẽ thấy cuộc sống này trở nên thật diệu kỳ có thể nghe hơi lạ một chút nhưng câu nói đó giống như một nền tảng bằng niềm tin và tất cả năng lượng giúp cho quỳnh anh vượt lên vượt qua được những khó khăn ở trước mắt và không chỉ là ở mỗi sáng khi thức dậy mà ngay cả trong ngày khó khăn và thử thách có thể ập tới bất cứ lúc nào chỉ cần các bạn nhớ và nhắc nhở bản thân mình rằng bản thân các bạn làm được và cho tới cuối ngày các bạn sẽ nhận ra bản thân chúng ta đã mạnh mẽ đến nhường nào, đã giải quyết và cho qua khá là nhiều những vấn đề nan giải. Và đó chính là câu khẩu quyết đầu ngày Quỳnh Anh muốn dành tặng cho tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Đặc biệt là những bạn nào đang trong những hoàn cảnh bế tắc, chịu áp lực do công việc hay học tập. Các bạn thân mến, chúng ta hãy tự lên giấy cốt tinh thần cho chính bản thân mình rằng bạn làm được. Mọi thứ đến với cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn những gì mà bạn đang nghĩ. Và chúc cho các bạn có được một ngày mới tốt lành và gặt hái được thật nhiều thành tựu lớn nhỏ trong ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong các số tiếp theo của 3 phút đầu ngày. Xin thân ái chào tạm biệt.